Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 22 tháng 6 2021. Chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc. Học đến tập 168. Những đức đọc tiếp công đoạn về hộ niệm. Lâm chung khi nào mà chúng ta mới khai thị được? Phải khai thị như thế nào? Đáp: lúc con người sắp chết, tất cả nghiệp thiện ác mà họ đã tạo trong đời lúc này đều hiện ra cả. Cho nên chúng ta thấy có nhiều người bệnh trong trạng thái sắp chết hoặc trước khi lâm chung 4 hay 5 ngày hoặc 1 tuần. Lúc đó họ có hiện tượng nhìn thấy có nhiều người thân quyến thuộc đến ở ngoài cửa. Những người họ thấy là người thân quyến thuộc đã qua đời rồi. Trong kinh Địa Tạng nói rất rõ ràng, đó là cảnh âm hiện ra. Cảnh giới này rất xấu. Vậy có phải là người thân quyến thuộc của họ không? Không phải. Đó là quán thân trái chủ của họ biến thành người thân quyến thuộc đến để dụ dỗ họ, dắt họ đi. Sau khi dắt đi rồi họ sẽ báo thù. Những sự kiện này có nói trong kinh Địa Tạng. Nếu họ gặp cảnh tượng này, bạn liền cảnh tỉnh họ, đừng để ý đến bất kể là ai, cứ yên tâm niệm Phật. Họ vừa chuyển ý niệm thì cảnh giới đó biến mất. Khi khai thị lâm chung chính là câu như trước này. Lúc bấy giờ không được tụng kinh, lời kinh quá dài, mình càng tụng đầu óc họ càng rối loạn. Vậy là được yên rồi, đừng nói thêm một lời nào khác, cứ một câu chuyên, họ vững tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Thấy cái gì cũng đừng quan tâm đến. Nếu thấy Phật A Di Đà đến thì theo Ngài đi. Nếu không phải Phật A Di Đà thì cho dù chư Phật Bồ Tát nào cũng đừng để ý đến. Khi lâm chung khai thị chỉ nói câu như vậy. Canh người bệnh phải canh mấy ngày, chỉ nói một câu này, ngày đêm đừng gián đoạn, lúc nào cũng phải cảnh tỉnh họ, giữ gìn chánh niệm cho họ. Cho nên người được vậy là có phước báo, có được thiện tri thức bên cạnh nhắc nhở, đánh tan vọng niệm của họ, đánh dẹp lời dụ dỗ của quán thân trái chủ, giúp cho họ đề khởi chánh niệm, cùng niệm Phật theo mọi người. Lúc họ không niệm được, lúc cơ thể suy yếu, họ có thể nghĩ được hoặc thấy môi họ còn mấp máy. Điều này rất quan trọng. Khi lâm chung có khai thị là câu này, phải coi họ chánh niệm cho rõ ràng. Chánh niệm là gì? Là nhất tâm niệm Phật A Di Đà. Đừng để cảnh giới cõi âm hiện ra làm rối loạn công đức vô lượng. Bà Hàng quán trưởng vãng sanh rất ít thấy cảnh giới này, nhưng vẫn có hai lần. Đây là
số lần ít nhất mà tôi từng chứng kiến. Bà ấy có hai lần, hễ bà vừa nói là tôi lập tức đánh tan ngay, đừng để ý đến chúng. Bà ấy nói dạ, và niệm Phật theo chúng tôi dạ. Dù họ là người thiện hay người ác, là quan gia hay thân thuộc, tất cả đều mặc kệ. Nếu họ không có nói những cảnh giới này, một câu niệm Phật niệm đến cùng, không cần phải khai thị thêm nữa. Rất là rõ ràng quý vị. Nên có những người chúng ta, khi người ta cặn tử nghiệp nói nhiều quá, quý vị để ý lúc chúng ta còn sống nè, tỉnh táo, mà có khi mình nghe pháp một chút thôi, có khi mình muốn buồn ngủ, nghe đầu trước quên đầu sau, đúng không? Nếu như nó không nói rõ ràng thì không có lợi ích luôn. Nghe buổi giảng xong không biết gì hết, đúng không quý vị? Để ý đi. Nên mấy người chúng ta mà nghe pháp như cô giáo Lưu Tố Văn, nghe của đại lão Hòa Thượng Tịnh Không một tiếng đồng hồ, trong đó phải biết được có một hai phút cuối hay là một hai phút giữa gì là huyền thoại chi âm. Ai mà có khả năng nghe pháp như vậy? Có khi chúng ta chỉ có nghe chứ không nắm được gì cả. Đó là lúc còn tỉnh táo. Không chi lúc cận tử nghiệp thì con người mình mỗi cái đều suy yếu hết. Hình như hỏi về khai thị, đại lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày đều nhắc cái câu, nếu như họ thấy người nào người nào, chúng ta đều phiên họ đúng một câu, đừng quan tâm tới, niệm Phật cùng với chúng tôi. Cứ một câu đó nói tới cùng, đừng để ý tới, niệm Phật cùng với chúng tôi. Đều nhắc đúng một câu như vậy. Thì đại lão Hòa Thượng ngài nói rằng đây là thiện chi thức. Nếu như lúc đó quý vị nói dòng do tâm quắc, trong khi bổ nguyện niệm Phật là một câu Phật hiệu, quý vị nói nhiều quá họ cũng không tiếp nhận, không nghe được, làm loạn tâm của người ta. Nên mình để ý, có khi cặn tử nghiệp thì có những người nói quá trời nói, có khi khai thị mấy chục phút chịu thua. Nên một câu Phật hiệu lúc này nhắm một tiêu chuẩn để giúp cho cái người được hộ niệm này giữ chánh niệm. Phải nhớ, nếu như gặp người không nói gì hết, họ cùng niệm Phật với mình thì không nên nói gì cả. Còn người ta nói, người ta thấy cái này cái kia thì mới nói một câu là đừng để ý tới, chỉ cần niệm một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng. Nên lúc bình thường như vậy chúng ta không có học rộng hiểu nhiều, thì khi cận tử nghiệp chúng ta sẽ được lợi ích rất lớn. Vì sao? Vì lúc bình thường là niệm một câu Phật hiệu, nên khi cuối cuộc đời đỡ bao nhiêu sự trở ngại. Và lúc bình thường chúng ta nghe tinh hoa chính, đó là gầy dựng tín nguyện niệm một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc, thì cuối cuộc đời chúng ta sẽ không bao giờ bận tâm thêm nhiều thứ trong đầu óc của mình. Chỗ này là chỗ hỗ trợ rất lớn trên con đường giải thoát của chúng ta. Nên gầy dựng tín nguyện cho thật kiên cố. Cuối cuộc đời khai thị là gì? Nếu người này thấy việc này việc kia thì chỉ phiên họ, đừng để ý ta, chỉ cần niệm Phật theo chúng tôi. Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn, chỉ cần niệm Phật là được rồi, đừng quan tâm. Công đoạn này nêu lên rằng dù thấy chư Phật Bồ Tát khác hay Đức Thích Ca Mâu Ni, chúng ta cũng không quan tâm tới, chỉ có Phật A Di Đà đến mới đi theo. Chỉ nhắm mục tiêu là Phật A Di Đà đến mới đi theo. Nên câu Phật hiệu này phải gầy dựng tín nguyện để niệm cho tới cùng. Như vậy thì cuối cuộc đời chúng ta nhất định sẽ thành công. Và nhớ, trợ niệm cho các bạn tu tịnh độ, mình có cần
Cách một thời gian thì khai thị thăng trung ấm cho người mắc không. Nếu khai thị thì người mắc có lợi ích gì không? Đáp: việc này không cần thiết. Khi trợ niệm thường thì gọi là chết, nghĩa là bác sĩ xác định họ đã chết. Tốt nhất là từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ trong thời gian này. Chỉ có trợ niệm giúp họ bằng một câu niệm Phật. Đây là những người khi họ không được trợ niệm mà họ đã chết trước. Chúng ta chỉ có một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng, dù có nói gì đi chăng nữa cũng là cùng niệm Phật với chúng tôi. Thế giới cực lạc rất là đặc biệt tốt, hãy cùng niệm Phật với chúng tôi. Rồi chúng ta chăng thật câu Phật hiệu này, niệm cho tới cùng, đừng nên nói dòng do nhiều nữa. Lúc này chỉ có niệm câu Phật hiệu để giúp đỡ cho họ. Phải nhớ, hình như tất cả những công đoạn của chư tổ sư hay đại lão hòa thượng Tịnh Không chỉ dạy không có dòng do, chỉ lấy bổ nguyện một câu Phật hiệu làm chính. Như vậy thì lúc bình sinh chúng ta niệm Phật là đúng rồi quý vị, đúng không? Một câu Phật hiệu này đã viên mãn rồi, yên tâm chân thật mà niệm Phật. Nên có những người hỏi phương pháp hộ niệm, hộ niệm như thế nào? Hộ niệm là niệm ai với Đà Phật, là chân thật niệm Phật giúp đỡ người này. Tất cả những hình thức đều không quan trọng, quan trọng là niệm Phật cho người này cho tới cùng. Quan trọng là giúp cho người này giữ chánh niệm. Khi nuôi người bệnh, quan trọng là nói về thế giới cực lạc tốt, hãy niệm Phật cùng với chúng tôi. Sự đau đớn hay cảnh giới gì hiện trước mặt cũng nên niệm Phật cùng với chúng tôi. Tất cả những sự việc không nên bận tâm, chúng tôi lo hết, cứ niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Còn nếu như thân bằng quyến thuộc, ông bà cha mẹ của mình, thì mình tìm hiểu được họ đang còn vúng víu cái gì khi họ lúc còn khỏe. Chúng ta nên giúp họ giải quyết những vấn đề. Lúc bình thường họ cần phải gặp ai thì chúng ta giúp cho họ để gặp người đó. Khi xong rồi chúng ta khuyên họ tất cả những sự việc này đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta thành tâm thành ý niệm Phật để cầu sanh cực lạc. Nên việc này thăng bằng quyến thuộc trong gia đình phải nhớ. Đây là việc quan trọng vô cùng. Còn cái việc hộ niệm là gì? Là niệm ai với Đà Phật, chân thật niệm Phật giúp đỡ cho họ. Người thế gian không hiểu, lúc cha mẹ bệnh đau gần mắt thì nắm tay nắm chân lôi kéo. Đây là sự hại rất là lớn, không có lợi mà toàn là hại. Phải nhớ. Thời kỳ trợ niệm, sự khai thị cho người chết và người bệnh rất khác nhau. Cần cầu lão pháp sư hãy chuẩn tắc nội dung khai thị để tiện cho các bạn đồng tu tham chiếu. Sự khai thị này xưa nay tổ sư đã có quy củ, chúng ta không nên làm thêm. Người chết lúc này quan trọng nhất là không nên khởi một vọng niệm, chỉ có một niệm, đó là nhất tâm niệm A Di Đà Phật. Cho nên không có loại khai thị thứ hai. Lúc này mà nói đến khai thị là sai rồi. Lúc này mà bảo họ nghe kinh nữa là sai rồi. Câu niệm Phật là cần thiết quan trọng. Niệm sau cùng là niệm Phật, nhất định sẽ được vãng sanh. Còn về Phật Pháp nói 10 niệm, 1 niệm, câu này trong 48 lời đại nguyện, 10 niệm đến 1 niệm đều được vãng sanh. Có được vãng sanh không là do một niệm sau cùng này. Cho nên phải quan tâm đến niệm sau cùng của họ. Niệm nào cũng là A Di Đà Phật, không được cho niệm thứ hai.
Vậy thì khi nào khai thị, khi nào họ nói với bạn những gì họ đã nhìn thấy? Nhìn thấy người nào đó đứng bên cửa, những người họ nói đều là những người họ đã qua đời. Đó là người thân của họ lúc này. Bạn phải nói họ niệm A Di Đà Phật đi, đừng để ý đến họ nữa. Có khai thị là câu này, đây là câu khai thị tốt nhất đối với người sắp chết. Cảnh giới gì xảy ra đều mặc kệ. Họ thấy Địa Tạng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát cũng mặc kệ, thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng mặc kệ các ngài. Nếu Đức Phật A Di Đà đến thì theo ngài. Có thấy chư Phật Bồ Tát nào cũng mặc kệ. Đây là sự khai thị quan trọng nhất. Đừng nói một câu dư thừa, một câu xen tạp cũng không được có. Điều này mới là quan trọng. Lúc này không phải lúc giảng kinh hay khai thị. Nhưng Đức đọc mấy công đoạn cho quý vị nghe luôn đó quý vị. Để làm chi? Rất là nhiều người họ muốn cái khai thị. Rất là nhiều người họ nghĩ rằng là khai thị để giải quyết được vấn đề giảng sanh. Từ nơi đó phần nhiều phàm phu chúng ta nghiệp chướng nặng nề. Họ nghĩ rằng lúc đó là phải nói thêm hoặc làm thêm tụng kinh trì chú gì thêm. Nhưng tất cả những công đoạn này nêu lên để cho tất cả những người niệm Phật và người chuyên tu của chúng ta nên nhất tâm nhất ý lúc còn khỏe này niệm Phật và gây dựng tín nguyện cho thật kiên cố, để cuối cuộc đời của mình được sự lợi ích xác thực. Phải nhớ, hình như tất cả những lời chỉ dạy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không khi chúng ta nên chuyên niệm Phật thì nghe rất rõ ràng. Mấy công đoạn đều hỏi như vậy. Tại vì cái quyển sách mà hỏi đáp cho niệm khi lâm chung này, nhưng Đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe đó, là thí dụ như có những phần hỏi về khai thị thì 3-4 công đoạn đều hỏi về khai thị. Người ta chích lục vào một phần của nó. Từ nơi đó những Đức đọc mấy đoạn cho quý vị nghe để chúng ta bị ấn tượng, để gây dựng tín nguyện ngay câu Phật hiệu. Đây là chỗ lợi ích lớn. Phải nhớ, đọc tiếp thêm một đoạn cho quý vị nghe nè. Nếu người sắp chết là đứa trẻ bị bệnh nặng từ 3 tuổi trở xuống, chúng ta có cần khai thị lâm chung không? Việc trợ niệm cho trẻ nhỏ có khác với người lớn không? Có, chúng chưa hiểu, chỉ dạy chúng niệm Phật, nghĩ tới tượng Phật, thấy Đức Phật A Di Đà đến thì hãy theo ngài. Khai thị như vậy là được rồi, không cần nói nhiều. Có nói nhiều chúng cũng không hiểu được. Cứ niệm Phật không gián đoạn, bài tượng Phật trước mặt chung. Hình như là chư tổ sư và cao tăng đại đức, các ngài khuyên về niệm Phật không rền rà. Cái đời của chúng ta thì rền rà, bài vẽ nhiều quá, đúng không? Càng bài vẽ nhiều chừng nào thì càng loạn tâm nhiều chừng này. Hình như căn tính của chúng ta là càng nghe nhiều thì càng loạn tâm nhiều. Suy nghĩ ra được chỗ này nên lấy tiêu chuẩn nhắm ngay mục tiêu vạn đức hồng danh, một câu Phật hiệu niệm cho tới cùng, cũng là cầu an, cũng là cầu siêu. Một câu Phật hiệu này luôn, một cầu an, cầu siêu, nhất tâm nhất ý một câu Phật hiệu. Cả đời của những đức tập như vậy, ít gì nó cũng có một mô hình gì đó. Chứ nếu không thì nay thì gì, mai thì khác. Nó cũng tốt với nhiều căn tính con người tự nhiên, còn riêng mình nó cũng có mục tiêu luôn, nó cũng tốt, như thế nào cũng tốt. Nhưng mà riêng mình thích có một tiêu chuẩn luôn. Một câu Phật hiệu này chân thật niệm cũng là cầu an, cũng là cầu siêu. Còn người ta muốn cầu an cái gì đó thì tùy người ta tốt. Miễn tụng kinh niệm Phật
hay niệm Bồ Tát, hay làm những nghi thức trong Phật Pháp cũng tốt hết. Nhưng riêng chúng ta lấy cái tiêu chuẩn tốt đó là một câu Phật hiệu này niệm cho tới cùng, cũng là cầu an, cũng là cầu siêu cho tất cả những người hữu duyên. Thích như vậy thì tự nhiên gặp như vậy. Còn những người thì thích cách này cách kia cách nọ thì người ta gặp như vậy, người ta thích như vậy. Hiểu không? Riêng chúng ta muốn đời này của chúng ta là quyết chí, bỏ mạng này cũng niệm một câu Phật hiệu để cầu sanh cực lạc, cũng như là đem cái thân này ra thí nghiệm luôn đi. Bệnh đau hay gặp sự cố gì cũng niệm câu Phật hiệu này để cầu sanh cực lạc. Nếu thọ mạng còn thì tiếp tục niệm Phật nữa. Còn nếu như thọ mạng hết rồi thì chúng ta được Phật A Di Đà tiếp dẫn giảng sanh. Vì bổn nguyện của Ngài là đem danh hiệu A Di Đà Phật để cứu độ chúng sanh mà. Từ nơi đó, những đứa không có nói dòng do nhiều nên thời gian 25 phút nửa tiếng học chút xíu là xong. Ngày nào cũng như vậy, quý vị ngán thì khỏi nghe. Còn nếu như mỗi ngày mà chúng ta nghe mà được bổ túc mà thấy an tâm thì tiếp tục mà nghe để gây dựng niệm Phật cho tới cùng. Quý vị biết rằng rất là nhiều người tu tịnh độ mà bỏ cuộc đều do ngay cái chỗ nghe nhiều hiểu nhiều, cuối cùng thì phân vân không biết cách nào làm tốt đây. Quý vị biết rằng nội mà đọc thư của Ấn Tổ trong sách của Ngài thôi là chúng ta đã không biết tu như thế nào rồi. Vì sao? Vì quá nhiều tư tưởng. Mỗi một lá thư là trả lời cho một tư tưởng. Nhiều lá thư gom vào một quyển sách, đọc trong đó thì nhiều tư tưởng. Những đức nói đơn giản, Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thôi, quý vị nghe thì để ý đi. Mỗi một vị trí hỏi Ngài sẽ có một cái sự trả lời phù hợp vào con người đó. Chúng ta nghe Pháp là do chúng ta không có nhận thức được cái chỗ căn tính của mình, nên cuối cùng là mình nghe mình đều thu gom, cuối cùng mình lại phân vân. Sai không phải do người ta, mà là do tại mình thiếu góc độ nhận định về căn tính. Thí dụ như dưới căn tính của mình thì một câu Phật hiệu niệm là được rồi. Dưới căn tính của người này, họ lớn hơn, họ có thể bài giảng ở chỗ này được. Dưới cái căn tính người này thì họ không chuyên tu nên người ta chỉ dạy họ như vậy cũng tốt. Có nghĩa là tùy thuận chúng sanh, tốt, tốt, tốt. Còn riêng chúng ta nó phải có một tiêu chuẩn tốt vì chính căn tính của mình. Nghe Pháp như vậy thì mình sẽ được lợi ích. Còn nếu như mà đọc cái gì cũng thu gom vô rồi chúng ta lại phân định ra là như thế này tốt hay như thế này tốt, cái này được hay cái này được, lá thư này hay, lá thư này cũng hay, cách này cũng hay, cách này cũng hay. Đây là cái loạn tâm của rất nhiều người nghe Pháp đọc sách tổ sư mà bị cái bệnh này. Vì sao? Vì không nhắm được một tiêu chuẩn. Bao nhiêu căn tính hỏi thì các ngài theo đó mà trả lời. Chúng ta chỉ có chọn một cái căn tính của mình làm sao phù hợp dưới chính mình. Nếu như một con người này ít phân vân thì một câu Phật hiệu là vô cùng đặc biệt. Nếu như con người này vô cùng nghi ngờ, nhiều thứ nghi ngờ thì cho họ học rộng hiểu nhiều đi. Chúng ta không còn nghi ngờ gì nữa thì một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Còn người này rất nhiều thứ nghi ngờ thì cứ lao theo mà học, học đời đời kiếp kiếp tùy duyên. Còn chúng ta nếu muốn một đời này giảng sanh thế giới cực lạc thì một câu Phật hiệu này mình không cần nghi gì, mình cũng không cần tìm hiểu gì, nên mới nói là trở thành một người lão thật niệm Phật cầu sanh cực lạc, trở thành một kẻ ngu ngu dại dại chỉ biết niệm một câu Phật hiệu. Vì sao nó ngu ngu dại dại? Vì người này cái gì cũng không biết, chỉ biết niệm A Di Đà Phật để cầu giảng sanh thôi. Nên đối với những người học giả thì đây là người ngu ngu dại dại. Còn những bậc học giả thì học rộng hiểu nhiều, nói đến cái gì họ cũng biết, đoạn nào họ cũng biết. Chúng ta mà ngồi nghe họ nói chuyện thì họ nói bao la vạn trượng. Đây là những bậc học giả. Cuối cùng căn tử nghiệp thì Ấn Tổ nghe nói rằng miệng kêu cha gọi mẹ, tay chân cuốn cuồng, còn thua một bà già niệm Phật chưa gầy dựng được tính nguyện đó. Nên chúng ta nếu là người thật sự muốn đời này giảng sanh thì nắm chắc câu Phật hiệu, thì bình tĩnh suy nghĩ đi. Nói có nhiều cỡ nào đi chăng nữa cũng phiên nên niệm Phật đi.
Nên Ấn Tổ ngài nói câu rằng một câu Phật hiệu này là giải quyết tất cả vấn đề, cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất chỉ trong hồng danh A-di-đà. Nhớ, một câu Phật hiệu giải quyết tất cả những vấn đề khổ đau trong cuộc đời này. Và một câu Phật hiệu là điểm mấu chốt để cứu khổ cứu nạn cho tất cả chúng sanh trong những kiếp nạn xảy ra. Chúng ta nên nhận thức. Và một câu Phật hiệu này nếu ai đủ lòng tin mà chân thật niệm thì kiếp nạn này cũng sẽ được hóa giải, và lòng người sẽ được bình an. Cuộc sống của mỗi một con người sẽ vô cùng tự tại và an lạc. Chỉ cần đi đứng nằm ngồi niệm một câu Phật hiệu, đây là phương pháp để giúp cho chúng ta tâm an chí mở. Giờ giờ khắc khắc nắm chặt câu Phật hiệu này thì tức khắc quý vị sẽ có chỗ đi về rất tốt đẹp. Nhớ, cả chùa của mình mỗi một người đều là niệm Phật, đều là nắm chắc ngay câu Phật hiệu. Những đức đều phiên họ và đều nhắc họ mỗi ngày rằng cuộc đời con người ai cũng sẽ chết một lần. Cái chết có gì phải đáng sợ? Sợ nhất là chúng ta đi về đâu. Còn hiện tại chúng ta có chỗ đi về, đó là thế giới cực lạc, thì chúng ta có gì phải sợ chết? Sớm một ngày về thế giới cực lạc thì tốt một ngày. Niệm niệm gì chúng sanh mà chúng ta về thế giới cực lạc? Phải nhớ. Nên hàng Phật tử khắp nơi nơi, chúng ta mỗi ngày chia sẻ Phật Pháp để phiên nhau cùng niệm Phật, làm tất cả những việc thiện ở thế gian này, nói tất cả những câu thiện ở thế gian này, cũng không bằng niệm một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu là thù thắng nhất. Nhưng tất cả nhân viên trước mặt chúng ta, tốt chúng ta làm được thì chân thật làm, nếu không làm thì thiếu tâm từ bi. Làm được cũng tốt, làm không được cũng tốt. Tốt nhất là gì? Là niệm A Di Đà Phật. Như vậy thì là tốt nhất. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả hàng Phật tử siêng năng niệm Phật, sống trong cái cảnh duyên nào cũng niệm Phật. Và chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha quý vị. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.